Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất là vui và vinh dự có sự hiện diện của nữ ca sĩ Hạ Vi và cũng như Danh Hoài Hải Tâm đã đến ngày khai trương trong buổi chiều ngày hôm nay tại Thương Xá Phước Lộc Thọ. Trước tiên là cảm ơn hai anh chị đã dành thời gian quý báu đến đây trong ngày khai trương. Cho tiếng hỏi trước Hạ Vi nha, rất là xinh đẹp và hát hay nữa. Không biết thì Hạ Vi có bao giờ nghe về Trầm Hương chưa và có các khái niệm gì trong đầu mình về Trầm Hương không ạ? Trước hết Hạ Vi xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của Trầm Hương Nguyễn. Thật sự thì Hạ Vi không có biết nhiều, chưa có được sử dụng Trầm Hương nhưng mà nghe rất là nhiều. Thì hôm nay biết được là Trầm Hương Nguyễn đã có một cái thương hiệu ở trong cái Phước Lộc Thọ thì một cái điều rất là tốt và một cái nơi để cho những người Việt hải ngoại mình có cơ hội đến đây để thưởng thức, coi như là bây giờ là chính mắt mình nhìn thấy luôn cái Trầm Hương như thế nào. Và Hạ Vi mong cho Trầm Hương Nguyễn này thật là thành công. Phát lộc phát tài gì đó. Ca sĩ được con cái là quý vị biết sao không? Hát hay thôi còn nhiều khi nói và hơi bối rối. Quý vị biết sao không? Tại vì đứng bên cạnh Danh Hoài Hoài Tâm cứ tự nhiên cái miệng nó cứng lại luôn vậy đó. Em bị oan đó quý vị. Nãy giờ quý vị nếu đã coi cái buổi phỏng vấn là quý vị biết em đã phỏng vấn rồi. Xong em bị ép đứng kế bên và cho nên là bây giờ em không. Xong rồi hai người đẹp trai hai bên cái tự nhiên cái bấn loạn. Không, nó rất hay. Em không biết là chị mê trai đến vậy. Bây giờ em biết rồi đó. Chị em cùng nói to lên cho khán giả biết không? Em thì em không có cần nói to, em chỉ nói trên sóng nói vậy nhỏ thôi. Có 8 triệu người coi. Thôi mà em nói trên sóng thì em nghĩ chắc khoảng bao nhiêu người coi thì bao nhiêu người biết chị mê trai thôi. Nhưng mà các chị mê trai đẹp thì em cũng thấy tha thứ. Cũng được mà tha thứ không? Cảm ơn đến Hà Vi rất là nhiều, nhưng mà riêng Hoài Tâm cho tiếng hỏi một câu nha, hỏi thêm thôi. Hỏi một câu ta là 10 câu cũng được mà. Hoài Tâm là một người bạn cũng rất thân thiết với lại Hương Nguyễn và cũng như là biết tiếng biết là Hoài Tâm cũng có những cái sự hiểu biết riêng Hoài Tâm về Trầm Hương đúng không ạ? Và cũng như Hoài Tâm cũng đã tiếng nghĩ là Hoài Tâm chắc chắn cũng là một lần thấy và sử dụng qua Trầm Hương rồi một lần rồi, dù là đó là nhan trầm hay là trang sức. Thì hôm nay là đến với tiệm ngày khai trương này thì Tâm nghĩ gì về cái Trầm Hương, nó có quan trọng như thế nào đối với một người nghệ sĩ và đối với một người mà doanh nhân hay một người đang tìm kiếm nó thì nó quan trọng như thế nào đối với những người như vậy? Cái câu hỏi sao mà khó quá trời khó. Thật sự Tâm nghĩ là như vậy nè. Cái giá trị của cái trầm đó thì Tâm nghĩ là ai cũng đã biết rồi. Nó giúp cho mình có thể là relax, nhẹ nhàng và phong thủy là lúc nào cũng đem lại sự may mắn. Thì cho nên là cái giá trị của cái trầm nó càng mắc. Giống như là trong nó trầm, nó có trầm nước, trầm nổi, rồi nó có trầm chìm, rồi và nó có kỳ nam. Thì cho nên là Tâm nghĩ rằng là nó có rất nhiều cái sản phẩm nhiều đấy. Cho nên chúng ta phải có một cái tiệm trầm nó gọi là có uy tín và nó có cái đúng cái chỗ đó để biết chi, để chúng ta tìm tới và chúng ta tin tưởng. Cho nên là nếu mà mình mua đồ online hay mình mua ở chỗ này chỗ kia ship tới thì Tâm nghĩ rằng là nó nhiều khi mình không biết nó rủi ro và hên xui mình không có nói người ta, nhưng mà có một cái điểm giống như vậy thì nó rất là tốt cho cái người dùng. Tại vì cái người consumer, người ta mua, người customer, người ta đến, người ta lựa chọn hoặc là người ta thích, người ta đổi hoặc là người ta có nhìn thấy được cái sản phẩm mình, thì đó là một cái điều may mắn. Và thật sự Tâm nghĩ là hôm nay ở trong cái khu người Việt Lido Sài Gòn của mình có một tiệm trầm giống như đó là một điều tốt. Cho nên là chúc cho Trầm Hương mua mày bán đắt và mỗi ngày sẽ được có nhiều khách hàng yêu thích hơn và tin tưởng hơn tìm đến, nhất là những người khách hàng mà họ có cái nhu cầu, họ yêu trầm và họ biết cái giá trị của trầm. Dạ vâng, đó là những điều rất tuyệt vời đến từ nghệ sĩ Danh Hài Hoài Tâm và cũng như nữ ca sĩ Hạ Vi đã chia sẻ cùng với chúng tôi. Riêng cá nhân Đức Tiến thì chúc cho hai anh chị là nhiều sức khỏe, công việc được tốt, gia đình hạnh phúc và được nhiều người khán giả yêu mến nha. Cảm ơn chị nhiều lắm. Cảm ơn Tiến rất là nhiều. Mua máy bán đắt nha, Trầm Hương Nguyễn. Cảm ơn anh, cảm ơn chị.